yêu nhau cho đớn đắng hằn sâu trong thịt da. Có những vết thương còn để lại đời ta, dày vò theo tháng ngày, ôm ấp cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Rồi xa. Có những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi trắng về, quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang dở dang. Vì nụ hôn còn thiết tha, khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng, thấm ngón tay vàng. Tim chơi vơi theo thời gian gõ nhịp vắng anh, giờ thầm chết trong. Người đã xa khuất rồi, ta vẫn mong chờ. Chờ gì đây người ơi, chuyện tình ta vỡ tan. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa. Vì nụ hôn còn mong rằng ta còn tìm đến với nhau. Khói thuốc tan trong quán khuya, em vẫn đợi chờ. Tìm đâu tình yêu ngày nào giờ đã cách xa. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu thang trong hồn em cho đời xa. Vâng, Nguyên Khôi Audio Hà Nội xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của Khôi nhé. Ở trong buổi chiều ngày thứ năm ngày hôm nay, Khôi đã tiếp tục là lên sóng một cặp loa của Pháp, cặp loa rất nổi tiếng, một hãng rất nổi tiếng của Pháp, Triangle của Pháp, để cho các bác tiếp tục có thêm sự lựa chọn trong cái bộ sưu tập âm thanh của mình nhé. Thì cặp Triangle này thì Khôi đã vừa test cho các bác nghe một đoạn nhạc acoustic của Phương Phương Thảo, bài hát Khói Thuốc Đợi Chờ trên con âm ly Acam A90. Và theo tai của Khôi thì phối ghép cái bộ này nó tương đối ổn. Còn bác nào mà chưa hợp tai thì có thể bác tìm âm ly khác đánh cho cặp loa này. Và cặp loa này thì cũng rất là dễ ghép thôi, không phải khó. Thì trước khi vào giới thiệu chi tiết thì Khôi sẽ đo kích thước của cặp loa. Phải đo kích thước cụ thể. Cặp này có chiều cao là 1m06,5. 1m06,5. Chiều rộng là 20,5 cm. Và chiều sâu của nó là 34 cm. Chiều sâu của 34 cm, chưa tính cái chân đế ở dưới. Đôi loa Triangle này thiết kế một cái chân đế rất là high end và chân nó bằng gang đúc. Thì Khôi sẽ đo cái chiều sâu nhất, rộng nhất của cái phần
chân đế của nó là nó rơi rộng khoảng 38 cm. 38 cm. Và chiều sâu của chân đế thì nó rơi vào là 31 cm. Để cho các bác là tiện kê kích. Mấy đôi này nó là loa cột nhưng mà thiết kế là có một cái chân đế và gồm có một chân đinh phía trước, chân đinh chén hướng phía trước. Chén hướng này nó liền với chân đinh nhá. Đấy, do vậy là các bác rất là dễ kê và nó tạo cái sự vững chãi của cái cặp loa mà khi chơi một cái bản nhạc mạnh. Cái cặp này e căng của nó còn đầy đủ và còn rất đẹp, khôi tháo ra để quay chi tiết thì e căng của nó được đây. E căng rất đẹp các bác nhé. Cái dòng Triangle này nó thiết kế rất là bắt mắt và tem mác của nó thì có rất nhiều. Riêng mặt trước của nó thì đều có hai tem. Đấy, mặt trước gồm có tem e căng và là tem của mặt trước đây. Triangle. Đẹp, đôi này thiết kế thì cực kỳ đẹp luôn. Rất là điệu đà với thiết kế là 3 đường tiếng, một con loa chép đom titan và có cái đầu đạn. Và cái chép này theo cái thông số của nó thì cái giải cao nó rất tốt và nó thiết kế theo kiểu hình chuông, hình phễu, hình chuông, hình còi. Do vậy là cái tiếng tép nó phóng ra là nó mở rộng qua cái phễu này, nghe tiếng rất là bay tiếng. Và một cặp loa chung gân vải, gân xếp 4 gân. Một cặp loa bát 16,5, loa chung 16,5. Đấy. Loa bát thì gân cao su, nón rất là to. Màng này nó màng kiểu dạng sệt sợi, dệt bằng cái sợi Kevlar. Và cái đặc trưng logo của nó, logo đặc trưng của dòng Triangle nó là cái tam giác ngược này. Và đôi này thì cái dòng Triangle này thiết kế 100% củ loa của nó là củ loa Audax của Pháp. Củ loa Audax của Pháp thì rất là nổi tiếng rồi. Các bác mà chơi loa của Pháp thì riêng nói với dòng Audax là nó rằng đầu bảng, cái trung âm của dòng Audax rất là hay. Và lỗ thông hơi, nó có hai lỗ thông hơi. Đây là lỗ thông hơi của loa trầm các bác nhé. Lỗ thông hơi của loa trầm thì nó đặt phía đằng trước và một lỗ thông hơi ở phía đằng sau thì thông hơi cho loa chung. Đôi này thì đây, lỗ thông hơi đây. Rất đẹp các bác ạ. Cầu cọc loa đều được mạ vàng ươm. Đôi này là mang model là Triangle Antea EX. Đây, dòng này dòng là đầu bảng của hãng nhé. Công suất của nó là từ 100W, mắc là 100W, trở kháng là 8 ohm và độ nhạy của nó là 92 decibel. Do vậy là các bác là chơi ghép rất là dễ ghép. Các bác có thể ghép với đèn âm ly bán dẫn công suất nhỏ, nó khuyến cáo là âm ly là từ khoảng 30W trở lên đến 100W. Đấy. Và các bác lên phối ghép những dòng âm ly của châu Âu thì tiếng nó sẽ rất là hay. Đôi này thì cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp nha các bác nhé. Các tuyến loa còn như mới luôn. Chân đế còn nguyên bản, còn đủ. Đôi này thì thiết kế thì đúng là nó tôn lên cái văn lên cái phòng khách, phòng chơi nhạc của các bác rất là đẹp. Và cái dòng này thì nổi tiếng của nó là vẫn là chơi cái dòng acoustic, nhạc trữ tình, nhạc vàng. Acoustic với cái dòng loa Pháp thì đó là đỉnh rồi. Nó bụi cho các bạn, vết tay ra sờ vào. Đấy, nâu này. Lỗ thông hơi phía sau này. Đây, cầu cọc loa phía bên này đây, còn zin còn nguyên bản. Tem loa của nó cũng được mạ vàng. Cầu cọc loa cũng được mạ vàng ươm. Còn rất mới các bác ạ. Quá đẹp. Vâng, Khôi xin phép là báo giá cặp Triangle EX này Khôi bán với giá là 24,5 triệu các bác nhé. Bác nào mà quan tâm đến cặp loa của Pháp này, nổi tiếng của Pháp này, các bác vui lòng liên hệ trực tiếp đối với em Khôi 0982922168 hoặc các bác kết bạn vào Zalo với số điện thoại trên. Khôi sẽ gửi đầy đủ hình ảnh và thông tin chi tiết cụ thể về cặp loa này cho các bác và cũng tư vấn cho các bác là phối ghép với cặp loa này. Với phòng nghe của cái cặp loa này, các bác cứ chơi từ phòng từ 20 đến 30 m2 cũng rất là tốt để chơi với cặp loa này nhé.
Và một lần nữa là báo bác là cặp này về trong tình trạng là đẹp, cực kỳ đẹp và zin nguyên bản, chưa động chạm đến bất cứ một cái chi tiết nào. Khôi xin phép là kết thúc video ở đây nhé. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bác. Hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Chào các bác nhé.